Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam. Trong đó có sự đóng góp của cả một thế hệ anh hùng thời đại Bác Hồ, thời đại Hồ Chí Minh, là một người lính trong cuộc chiến tranh giải phóng. Trong những cuộc hành quân, chúng tôi được dừng chân giữa những cánh rừng già để nghe những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ, của các đoàn văn công, của các cô thanh niên xung phong trên đường ra trận. Một cái thời hào hùng của dân tộc, một cái thời bắc vọng giữa rừng già, ta hồn nhiên đi hết thời tuổi trẻ. Một cái thời ta nổ súng, rung trời tiện đưa đồng đội. Một cái thời lớn hơn cả tình yêu hình bạn gái dấu vào sâu thẳm. Khi nghe tin nghệ sĩ Phương Thảo hy sinh ở Quảng Đà, xã Điển Thanh rơi lệ khóc người thương tuổi 20 nấm mồ còn xanh màu cỏ nổi. Sau này, qua các tư liệu hình ảnh, tôi rất xúc động và viết bài lời ca cho em. Lời ca em đốt cháy bạo tàn, đưa hồn anh vào chốn thần tiên. Em sinh ra cho đời bao lời ca êm ái. Em sinh ra cho đời bao lời ca dữ dội, như bão tố cuồng phong và êm đềm giá buốt đêm đông. Cảm ơn em đã cho anh những lời ca năm tháng. Con bướm trắng mãi đình công, dàn bướm trắng hoa cau có lũ nước trăng thu soi bóng. Cảm ơn em những lời ca lồng lộng, như hồn em phơi phới cánh diều. Thank you.
bên anh em là ánh trăng, giữa đêm đông soi sáng tình anh, giữa êm đêm em là tiếng ca, giữa phong ba em là bão tố viết nên cuộc đời ngàn lời ca. Em đưa anh về thăm miền quê, giữa mùa hoa cau rụng trắng vườn, với cánh tay tìm lại thời gian nơi tuổi thơ canh diều rủ gió. Tình em còn mãi nồng nàn, lời ca năm tháng ngọt ngào, đưa em về nơi khuất xa cùng bao ký ức dòng.